Hello, chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một buổi đi giao hàng cho Amazon. Thì để được lái giao hàng này thì các bạn sẽ phải đăng ký Australia Business Number và đào tải cái app Amazon Flex xuống. Sau một thời gian đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ nhận được những cái ship giao hàng. Thì như xe của mình là một xe 7 chỗ thì thông thường sẽ nhận được một cái ship, đó là ship đi làm khoảng tầm 6 tiếng và Amazon sẽ trả cho là 200 đô. Thì ngày hôm nay thì cái ship ngày hôm nay thì mình đã nhận được từ tuần trước rồi. Từ tuần trước và sau đó mình đăng ký ngày hôm nay là ngày thứ tư. Thì sáng hôm nay là 8 giờ 45 mình sẽ có mặt ở đây, mình sẽ phải đến trước 15 phút và phải có cái đưa cho họ xem cái bằng lái xe, tức là ID để họ kiểm tra trước khi vào nhận hàng. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cái trên đường vào nhận hàng như thế nào và cái quá trình mình đi giao ngày hôm nay như nào nhé. Như các bạn nhìn thấy thì phía trước đó là những cái hàng dài xe để vào lấy đồ. Thì đây mình quay cho các bạn này, phía trước là hàng dài xe Mitsubishi Pajero, Jeep cũng có, Prado. Wow. Đó, sau bên kia là chỗ nhận hàng đây, rất là nhiều xe van cũng như là xe 7 chỗ. Buổi sáng là cái giờ nhận hàng. Thực ra thì tính trung bình 200 đô khoảng 6 tiếng chạy thì nó chỉ khoảng được hơn 35, hơn 30 đồng một chút xíu thôi. Ôi giời ơi. Trong cái thời điểm này khi mà những cái app giao hàng khác như là Uber Eats hay là Yalo, Zebra, Menulog thì trả rất là thấp, trung bình chỉ được khoảng 20-25 đô giờ. Thì thành ra tất cả những cái tài xế mà có những cái xe lớn, xe 7 chỗ hoặc là xe van thì có thể đăng ký chạy Amazon, thì đó cũng là một cái cách kiếm tiền rất là hiệu quả, tranh thủ cái thời gian rỗi. Mình thì cứ đưa trẻ con đi học buổi sáng xong thì là thường là sẽ đi nhận đồ của Amazon. Đây cho mình sẽ quay cho các bạn cái Amazon, chỗ hãng của Amazon đây. Ok. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy rất là nhiều loại xe, chủ yếu là xe 7 chỗ thì có thể rộng, đủ rộng để chất đồ lên trên xe. Khi mà đến nhận hàng thì các bạn nhớ phải đem theo bằng lái xe. Đến nơi thì những người trên công nhân đây người ta sẽ đẩy những cái xe hàng cho các bạn. Đây bạn nhìn một cái xe hàng trung bình như này 6 tiếng rưỡi là tầm khoảng 8 hơn 80 cái kiện hàng. Đây phía trước mình đây. Bây giờ mình sẽ phải xuống scan từng cái kiện hàng này. Chị em phụ nữ đỡ đấm đợi và thì là mình đây hôm nay đây rồi, nó phải bán lớn. Đấy, sau khi mình scan xong thì mình sẽ mở cái túi to một cái trong cái chiếu lì ra. Đây hiện nay mình đang scan rồi, cái túi này hình như nó bị lỗi hay sao, scan nãy giờ không được luôn. Thì chung trong một cái túi to này thường nó có 10 đến 20 cái kiện hàng nhỏ. Bạn nhìn thấy trên màn hình ấy là mỗi một cái thùng to, nhưng mình đã scan những cái túi trước là 7 kiện này, một cái thứ hai là 12 kiện và cái thứ ba là 10 kiện. Đến cái kiện này là kiện thứ tư, nó có vấn đề sao? À bây giờ được rồi, ok. Như vậy kiện hàng này là có 18 kiện luôn. Rồi, hello anh em. Mình đã chất hết đồ xong rồi nha. Thì cái tổng cái kiện hàng hôm nay là 85 kiện. Và đi về vùng Taylor Lake Hillside thì đây là một cái vùng ngoại ô cách CBD khoảng tầm 25 cây số. Thì cái vùng này thì không có chung cư, không có những cái nhà
yếu đây là những cái nhà riêng thì mình hy vọng là sẽ giao nhanh thôi. Đấy, thì mình sẽ chỉ cần để đồ ngay trước cửa, chụp ảnh và đi. Đấy, thì không cần phải qua, không phải lên thang máy, đi lên thang máy lên chung cư giao tận cửa rồi là đỗ xe nó khó hơn. Thì những cái khu mà gần trung tâm thành phố thì khi mình đi giao thì mất rất nhiều thời gian. Đấy, thì mình bây giờ là 9 giờ. Đúng 9 giờ thì mình sẽ đi giao vùng này thì xem. Để xem là đến mấy giờ mình sẽ xong nha. 85 kiện hàng như là đi giao cho bưu điện luôn. Đó, thank you các bạn. Bye bye. Ở đây cho các bạn xem. Phía sau này. Đó, hàng đấy. Đó, kín cả cái xe 7 chỗ luôn. Ok chưa? Đó, ok chưa? Beautiful đúng không? Rồi, bye bye các bạn nha. Mình lái xe thì mình sẽ phải tập trung và sẽ không quay được nhiều clip. Trên màn hình là những cái điểm giao tuần tự từ điểm số 2, 3, 4, 5 cho đến 30 trong ngày hôm nay, chắc tầm khoảng hơn 70 kiện hàng. Thì app Amazon rất là thông minh thì nó sẽ lên được cái kế hoạch lịch trình đi cho mình luôn, mình cũng không cần phải suy nghĩ gì cả. Cứ thế mà chạy theo cái bản đồ đã được định sẵn. Mình đã vừa mới giao điểm số 2 thì phải. Thì bây giờ là bắt đầu di chuyển xe vào điểm thứ 3. Khi mà mình đến cái điểm giao hàng thì mình sẽ phải scan mã QR, sau đó thì app sẽ hiện lên là bạn giao như nào, giao để trước cửa nhà hay là giao thẳng cho khách. Thì hiện nay như cái nhà này thì mình sẽ giao, mình để trước cửa thôi, để trước cửa sau đó mình chụp ảnh và xác nhận trên cái app Amazon. Đó, để trước cửa, đặt trước cửa và sau đó mình kết thúc ship. Thì đấy, cái quy trình như này mình làm rất là nhanh. Alo, chào các bạn, bây giờ là 10 giờ nhé, 1 tiếng trôi qua rồi và đây mới chỉ là cái package thứ 10 của mình thôi. Hôm nay có vẻ hơi chậm, chắc là do mải quay clip cho các bạn nên là hơi bị phân tâm một chút. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi giao cái package này nha. Quang cảnh đường phố ở đây thì rất là, đường phố rất là yên tĩnh và vắng vẻ. Nhà cửa thì rất là đẹp, sạch sẽ, yên tĩnh. Quang cảnh rất là thanh bình, nhà cửa rất là đẹp luôn. Nhà này, rất đẹp anh em ạ. Nhưng mà trông xa kia là có chó này. Đấy, mình mặc cái áo này để cho giờ là người ta phân biệt giữa người đi làm. Và xe thì được dán chữ courier. Đây là xe chở hàng các bạn nhé. Các bạn có thể đỗ ở chỗ loading zone. Lô bây giờ là gần 11 giờ rồi và lượng hàng trong xe mình thì vẫn còn rất là nhiều, mới đến điểm số 25 thôi. Hôm nay chạy khá là chậm vì mình dỡ hàng ra không được nhanh mọi hôm. Đây mình đi thì mình sẽ quay cho các bạn, đây là những điểm. Thông thường thì trong những khu nhà ở bên này thì nó có rất nhiều công viên. Cứ tầm 1-2 cây số là lại có một cái công viên. Đây là một công viên khá là to và mới. Trẻ con, người già ra chơi, mặc dù là vắng vẻ nhưng mà rất là sạch sẽ và an toàn. Đây, quay cho các bạn. Đây, lượng hàng trong xe vẫn còn khá là nhiều đây. Không biết là mấy giờ mới xong. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Mình đã giao đến package từ khoảng số 50. Mà trời chuẩn bị mưa rồi anh em ạ. Nói chung là càng về những cái package cuối thì tìm đồ rất là nhanh. Đồ nó vãn đi rồi mà. Đây, còn một ít thôi. Thì tìm đồ khá là nhanh. Tuy nhiên là trời chuẩn bị mưa rồi. Mưa lại thì hy vọng là vừa mới tăng tốc được tí thì trời thì chuẩn bị mưa. Nhưng mà ra cái thời tiết Melbourne nó mưa nhưng mà nó cũng tạnh rất là nhanh thôi. Mưa thì trời sầm xì. Thì hy vọng trong tầm khoảng 1 tiếng nữa là mình sẽ xong này. Bây giờ là chạy được khoảng tính ra là 3 tiếng đồng hồ. Chạy 3 tiếng nhưng mà cũng gần xong rồi. Hy vọng khoảng tầm 1 tiếng nữa là sẽ gặp lại mọi người và cập nhật cái tình hình giao hàng của mình. Rồi, bye.
Đấy, trời bắt đầu mây đen, mưa rồi các bạn ạ. Chung là đi giao hàng này thì là ngại nhất là trời mưa. Tự dưng đang giao nhanh, trời mưa, cứ bước lên xe xuống xe, xe thì bẩn, mưa gió, trời rét lắm. Bây giờ nhiệt độ chắc chỉ còn khoảng tầm 10-11 độ thôi. Và mưa nên càng rét. Ui. Đi làm nó vất vả lắm các bạn ạ. Thời tiết men bờ thì nó cũng đỏng đảnh như là một cô gái, sáng nắng chiều mưa. Ồ, chào các bạn nha. Lúc thì trên tay mình là gió nữa. Cách kịp cuối cùng và bây giờ đang 11 độ các bạn nhé. 1:30. Tổng thời gian mình chạy là 4 tiếng rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình giao cái package cuối cùng này nha. Chào các bạn, chờ mình chút xíu. Lúc mới chạy thì cảm giác 80 mấy cái package nó lâu, nhưng mà giao thì cũng nhanh thôi, 4 tiếng rưỡi đã xong rồi. Đây là cái kiện hàng cuối cùng, rất là vui luôn. Đấy, cứ thông thường thì khi mà kết thúc một cái buổi chạy thì app Amazon cũng sẽ hỏi lại mình là cảm thấy cái ship chạy ngày hôm nay nó có dễ dàng hay không. Mình hôm nay trả lời very dễ. Tiếp theo là cái gì đây? Rồi, như các bạn thấy thì hôm nay mình chạy khá là nhanh. Thì cái lý do mà chạy nhanh này thực ra là mình chạy ở vùng ngoại ô. Ngoại ô thì không có nhà chung cư. Bây giờ là đường vắng, mình đỗ xe nhanh hơn, không vướng chung cư các thứ. Thì thực ra cái job này tính ra cái tiền công thì các bạn nó chỉ khoảng tầm 30-40 đồng một giờ nếu các bạn chạy nhanh. Hôm nay mình chạy là 4 tiếng rưỡi thì được 200 thì ok, khá là ok. Thì nó không bằng được những cái job làm văn phòng hay là những cái job về về xây dựng. Nhưng mà đối với những cái người mà người ta có cái tuy nhiên thì mình thấy là những cái job này rất là thích hợp với những cái bạn mà mới sang, mới chỉ biết lái xe thôi, tiếng Anh thì kém và đường và không có những cái bằng cấp để đi xin việc ấy. Thì cái này thực ra mình xin việc mình tự mình chủ động mình xin việc hay là mình chủ động mình download app xuống mình làm những cái hồ sơ theo app theo Amazon yêu cầu, sau đó là mình cứ tự mình chạy thôi. Thì bây giờ là 1:30 mình sẽ về đón con, ăn nhẹ một chút rồi về đón con. Thì hy vọng là cái clip này thì sẽ giúp những bạn mà mới sang Úc, lần đầu sang Úc thì cũng có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm cần thiết để tìm cho mình một cái job phù hợp. Thì nếu các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi gì thêm thì có thể inbox mình hoặc là trao đổi mình qua số Zalo là 044 846 8886 nha. Rồi, thank you các bạn. Bye bye. See you next time.